Xin chào, chào mừng quay trở lại kênh của Nhân. Hôm nay rất là tình cờ Nhân đi trên đường, Nhân có phát hiện được một ngôi chùa rất là đặc biệt. Ngôi chùa này nằm sâu trong một con hẻm của thành phố Nha Trang, mà cái con hẻm ấy thì đi chỉ có vừa một chiếc xe máy thôi. Với cái tính tò mò của mình thì Nhân đã đi vào đây. Thì bây giờ hãy theo chân của Nhân để cùng tìm hiểu về vẻ đẹp của ngôi chùa này và lý do tại sao mà chùa lại nằm trong một cái con hẻm nó nhỏ như thế. Có lẽ là duy nhất chỉ có ở Việt Nam là ngôi chùa cái đường đi vào nhỏ thế này thôi. Bây giờ hãy theo chân của Nhân nha. Chùa Trúc Lâm nằm sâu trong một con hẻm ở phường Vĩnh Trường của thành phố Nha Trang. Con hẻm này chỉ rộng khoảng 1 mét. Đi vừa được một chiếc xe máy. Cả nhà có thể thấy cái đường đi lên khá là dốc, mà bề rộng của cái con đường nó chỉ có khoảng 1 mét thôi. Hôm nay quả thật Nhân rất là có duyên. Bởi vì người bình thường đi ngang qua chùa không biết chùa hiện tại đang hiện diện ở trong cái con hẻm này đâu. Nhân thật sự có duyên với chùa. Và Nhân đã xin phép sư trụ trì cho Nhân quay video đây. Để cùng chia sẻ cho cả nhà được chiêm ngưỡng một cái ngôi chùa mà có thể nói cái đường đi vào của nó có thể nói là nhỏ nhất ở Việt Nam. Không có ngôi chùa nào mà có cái lối đi vào nó nhỏ như thế này. Rất là đặc biệt. Bây giờ theo chân của Nhân để khám phá sâu hơn về ngôi chùa Trúc Lâm này nhé.
chùa Trúc Lâm có nhà hoàng nha cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ đi tìm hiểu về cái nhà hoàng của chùa. Đây là một cái con mương để thoát nước như cả nhà nha. Con mương này là có cái nhiệm vụ là nước ở trên đầu nguồn sẽ theo cái cống này, theo cái cống ở đằng kia, thì nước nó sẽ tuôn theo cái hướng này để đi ra chỗ thoát nước của thành phố. Chứ nếu như mà không có những cái cống thoát nước này thì có lẽ ngôi chùa của mình sẽ bị trôi đi sau những cái cơn mưa lũ quét từ trên núi xuống. Ở phía đằng xa kia Nhân thấy có rất là nhiều ngôi mộ. Lúc nãy sư bảo là sư ở phía sau mà Nhân tìm nãy giờ không thấy. Ở đây có cả trung tâm thư viện. Nếu mà đi sâu hơn một xíu nữa thì núi rồi. Sau chùa là núi nha cả nhà. Nhưng mà có rất là nhiều võng mắc ở đây. Không biết tác dụng của những cái võng này là để làm gì. Có lẽ nếu như mùa mưa kéo dài đến thì núi ở đây khả năng lở rất là cao. Nhưng mà cũng may là chùa đã trồng rất là nhiều xoài để giữ đất. Mình tìm nãy giờ vẫn không thấy sư. Sư đi đâu rồi?
Hôm nay thời tiết mưa khá là dai. Mưa từ lúc sáng đến bây giờ vẫn còn mưa. Có lẽ Nhân đã phát hiện được sư rồi. Dạ, mô Phật, con chào sư. Nãy chú nó quay ra phải không? Dạ, đúng rồi, con nãy giờ con đi ra phía sau con tìm sư mà tìm không thấy đâu hết. Vậy là sư đi vào rồi à? Đi ở đây nè. Trời ơi, nãy con nghe giọng sư con tưởng là sư còn trẻ lắm, ai ngờ. 80 tuổi rồi. Sư 80 tuổi rồi hả? Chùa mình thành lập lâu chứ sư? 50 năm à. 50 năm à? Tại vì hình như con cũng có duyên hay sao á, tự nhiên con đi ngang qua con vẫn thấy chùa. Mà trong khi cái hẻm nó có 1 mét à. Hẻm 1 mét. Dạ con có duyên với chùa lắm, con đi đâu là con cũng tiên chắc thư dầu. Thư dầu hoài tiên trong hả? Dạ. Con ở trên núi á. Thì có biết nhà con Lợi con Dung không? Chắc là phải nói chính xác là như thế nào đó chứ con. Thầy ơi, cho con hỏi là thầy tên gì thầy? Thích Trơn Tri. Thích Trơn Tri ạ? Dạ. Dạ, thầy trụ trì chùa Trúc Lâm. À, thầy là trụ trì á hả? À. Thầy năm nay bao tuổi rồi? À, gần 80 rồi. Dạ gần 80. Nhìn thầy phúc hậu quá. Con có duyên với chùa á thầy. Nãy con đi xe máy mà tốc độ cũng khoảng cỡ 60 á. Mà đi ngang qua là thấy liền luôn. Mà con thấy lạ quá là sao. Ủa, bình thường có cái ngôi chùa nào mà cái đường đi vô nhỏ như cái chùa mình hết trơn á. Đây thì thầy ở trên đó xuống mua đất này cất rồi nè. Dạ. Chả Bình Thạnh á. Gì hả thầy? À. À. Con thấy phía sau mình không có được kè lại á. Nhiều khi nó bị lỡ không? Con thấy cũng không có sao. Con thấy trồng xoài không thầy? Xoài cả một rẫy gì vậy. Mình trồng hả thầy? Thầy mua ở rẫy con cá. À vậy hả? Thầy ở đây là được bao nhiêu sư giống như thầy? Ba ông đệ tử. Dạ, có bè đệ tử. Mà đi cúng đâm chết rồi. Dạ. Thầy ở nhà. Con thấy chùa mình giản dị. Dạ. Thầy là người là khai thiên lập địa lên chùa luôn á thầy? Đó, thầy khai sơn luôn á. Dạ. Thầy mua đất, thầy khai sơn luôn. Nãy con đi qua hai vòng rồi chứ. Cái lúc lần đầu tiên là con đi từ trung tâm thành phố. Xong rồi, dạ con không có. Xong rồi con đi lên trên cái khúc trên núi trên kia kìa. Dạ. Xong rồi á, là con thấy một lần rồi là con chuẩn bị vô rồi. Xong rồi con suy nghĩ kỹ, con nói chắc phải vào thôi. Tại vì thì nãy thầy cũng đi đám mới về. Chứ không thầy cũng có nhà. Dạ. Ở phía sau là mình có nhà hoàng á hả thầy? Có nhà cốt, nhà hũ. Nhà cốt là dạ. Khi thiêu xong rồi mang để ở đó. Về đó. Rồi mình thờ luôn. Hai bên thì nhà nấu ăn. Dạ. Để đồ. Dạ. Còn nhà sau hết là nhà cốt á. Dạ, nhà để cốt cho dạ. Cho các Phật tử hả? Chúng ta cũng gần 2.000 hũ quá. Ui, gần 2.000 hài cốt quá đó. Đông mà. Dạ. Thôi thì con hỏi thăm sức khỏe thầy vậy thôi. Hút thuốc không? Dạ không, con không hút thuốc. Thầy có thằng em. Dạ. Cũng làm bất động sản. Gì đó hả? Nam, Ngô Đắc Nam á. Ngô Đắc Nam à? Ở đâu à? Ở xã Vinh Thạnh. Dạ, con không đầm. Không biết nó không? Dạ không. Nhưng nói chung là cũng nhiều à thầy à? Dạ, nhiều. Thì con có cái duyên đến chùa thì con chúc thầy có sức khỏe để đi ban phước cho người dân á. Dạ thì con chỉ thế thôi. Dạ. Cảm ơn con. Dạ thì có cái dịp sau thì con quay lại con sẽ chơi với thầy lâu hơn. Dạ tại vì trời cũng đang mưa cũng tối rồi, con xin phép con đi lạy Phật xíu rồi con về hôm sau con quay lại. Hồi nãy con có gọi thầy á, cái số của con á, con tên là Nhân đó thầy. Thầy ở ngoài sau á. Dạ, vậy nha thầy, con chúc thầy sức khỏe nha. Thầy cảm ơn con. Bây giờ
trời cũng đã sập tối rồi. Nhân xin phép Nhân sẽ dừng cái video của mình ở đây. Bây giờ Nhân sẽ đi lại cái con hẻm mà nãy đi vô chùa cho cả nhà được xem nhé. Cả nhà xem video á, nếu mà cảm thấy hay thì hãy chia sẻ video này và đăng ký kênh ủng hộ cho Nhân nhé. Đây là cái lối đi ra nè. Không biết xe máy của mình để ở ngoài, không biết có bị mất hay không. Để rất là lâu rồi.